Thưa quý vị, Việt Nam đầu tư ra nước ngoài gần 460 triệu đô la Mỹ trong 11 tháng. Đây là thông tin được Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố trong báo cáo về thu hút FDI. Trong 11 tháng đầu năm nay, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt khoảng 459 triệu đô la Mỹ. Trong đó có 148 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam đạt 353,8 triệu đô la Mỹ. Có 29 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư với vốn đầu tư Việt Nam tăng thêm gần 105 triệu đô la Mỹ. Về lĩnh vực bán buôn bán lẻ dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 118,2 triệu đô la Mỹ, chiếm 25,8% tổng vốn đầu tư. Nông lâm nghiệp và thủy sản đứng thứ hai. Trong 11 tháng năm nay, Việt Nam đã đầu tư sang 31 quốc gia vùng lãnh thổ, trong đó Australia là địa bàn dẫn đầu về vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài. Hoa Kỳ xếp thứ hai, tiếp theo là Tây Ban Nha, Campuchia, Singapore. 57 dự án đã được cấp mới trong 11 tháng đầu năm 2019 tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tổng vốn đầu tư của các dự án trên khoảng 639 triệu đô la Mỹ, tăng 90% so với kế hoạch năm đề ra. Đây là con số vừa được Ban quản lý các khu công nghiệp công bố. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tích cực xúc tiến đầu tư và thu hút một số tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước đến tìm hiểu, đăng ký đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, chủ yếu là các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, chế biến. Tính đến cuối tháng 11 năm 2019, tại các khu công nghiệp của tỉnh có 420 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký quy đổi gần 19,4 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 204 dự án đầu tư trong nước và 216 dự án FDI. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp là 50,7%. Số dự án được cấp mới trong 11 tháng qua tăng gần gấp đôi so với năm 2018, cho thấy các chính sách thu hút đầu tư của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh nói riêng và của tỉnh đang phát huy hiệu quả tích cực.